Tổng thư ký Gute, Liên Hiệp Quốc tự hào là đối tác của Việt Nam. Tổng thư ký Gute đề cao vai trò của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu và hợp tác với Liên Hiệp Quốc tại lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập tổ chức. Xin chào, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gute mở đầu bằng tiếng Việt khi phát biểu trong lễ kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc được ông cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì ở Hà Nội hôm nay. Chúng ta không chỉ kỷ niệm quan hệ đối tác bền chặt, mà còn kỷ niệm một hành trình đáng nhớ, một câu chuyện về sự chuyển đổi và hy vọng do dân tộc Việt Nam tự viết ra, ông nói. Ông Gute đề cập đến giai đoạn nhân viên Liên Hợp Quốc phải cung cấp viện trợ lương thực cho Việt Nam, một đất nước bị chiến tranh tàn phá, cô lập và đe dọa bởi nạn đói. Hôm nay, chính Việt Nam đang gửi những người lính gìn giữ hòa bình đến giúp đỡ người dân ở những nơi khó khăn nhất thế giới, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho hay. Ông Gute nói rằng Việt Nam không chỉ là nước đóng góp quan trọng cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, mà còn là quốc gia có tỷ lệ nữ quân nhân nhiều gấp đôi so với bình quân trong lực lượng gìn giữ hòa bình. Ông đề cập hai lần Việt Nam được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an và chủ trì thông qua tuyên bố chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an về đề cao hiến chương Liên Hiệp Quốc, cũng như ghi nhận thành công mới của Việt Nam khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành tiên phong cho những giá trị mới. Liên Hiệp Quốc tự hào khi được là đối tác của Việt Nam. Từng bước trên chặng đường này, ông Gute cho hay. Tiến lên, cùng tiến lên, ông kết thúc bài phát biểu bằng tiếng Việt. Chúng ta sẽ cùng đi lên, đúng như lời quốc ca Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng 45 năm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc là một chặng đường lịch sử mới trong xây dựng đất nước. Chặng đường đó đã chứng kiến Việt Nam hồi sinh từ đổ nát chiến tranh, thực hiện đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có nền kinh tế năng động, đạt mức thu nhập trung bình, với chỉ số phát triển con người luôn ở mức cao, Chủ tịch nước nói. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam hiện là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế. Chủ động hội nhập, tham gia WTO, 17 Hiệp định Thương mại Tự do và là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam luôn là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, ông nói. Chủ tịch nước cho rằng từ một nước thiếu lương thực phải nhận viện trợ của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam ngày nay là nước xuất khẩu hàng đầu một số nông sản. Góp phần bảo đảm an ninh lương thực tại khu vực và quốc tế. Trong khả năng của mình, chúng tôi sẵn sàng tham gia cùng Liên Hiệp Quốc ứng phó với khủng hoảng lương thực hiện nay, ông nhấn mạnh. Tổng thư ký Gute đến Hà Nội hôm nay, bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày. Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2021 và được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ năm 2023 đến năm 2025. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977 và kể từ đó luôn là đối tác tin cậy, tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào các sứ mệnh của tổ chức. Hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc không ngừng được củng cố và tăng cường. Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, có trách nhiệm trên tất cả lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc. Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam là một trong 14 quốc gia được Đại hội đồng bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ năm 2023 đến năm 2025 trong cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 10. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sau lần đầu vào năm 2013, nhiệm kỳ năm 2014 đến năm 2016. Thưa quý vị, sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2022 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Marina Bay Sands với sự tham dự của các quan chức an ninh cấp cao khu vực và quốc tế. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tham dự các hoạt động chính trong khuôn khổ của tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2022. Với chủ đề An ninh kỹ thuật số trách nhiệm chung, tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2022, diễn đàn an ninh mạng quan trọng hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương, kỳ vọng sẽ tạo động lực xây dựng năng lượng không gian mạng và củng cố các mối quan hệ đối tác quốc tế trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị AMCC7, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng hợp tác an ninh mạng trong ASEAN cần tập trung vào thúc đẩy sự thống nhất về nhận thức và hành động trong ASEAN đối với vấn đề an ninh mạng. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm tái khẳng định cam kết tiếp tục tham gia tích cực, thực chất, hiệu quả vào quá trình thúc đẩy nỗ lực trong ASEAN nhằm đối phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng. Cũng trong khuôn khổ tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2022, Bộ trưởng Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương bên lề với các quan chức cấp cao phụ trách an ninh mạng của Singapore, Mỹ, Australia và tham gia triển lãm an ninh mạng 2022. Thông điệp xuyên suốt tại các hội thảo trong tuần lễ không gian mạng năm nay là lời kêu gọi các quốc gia cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong bối cảnh những mối đe dọa và những thách thức an ninh ngày càng phức tạp. Trong khuôn khổ tuần lễ không gian mạng năm nay cũng diễn ra triển lãm công nghệ an ninh với sự tham gia của khoảng 200 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu thế giới nhằm giới thiệu những sản phẩm mới, những công nghệ mới giúp các quốc gia tăng cường thực lực an ninh của mình. Lê Dương, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Singapore. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các quan chức quân sự hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ ngày hôm qua đã có cuộc gặp tại Lầu Năm Góc để thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Động thái diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã liên tục thử tên lửa trong những ngày vừa qua. Theo thông cáo báo chí chung được đưa ra sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley và hai người đồng cấp Nhật Bản Koji Yamazaki và Hàn Quốc Kim Seung-kyung đã thảo luận về các thách thức an ninh khu vực, trong đó có các vụ thử tên lửa gần đây và chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Cuộc họp cũng có sự tham dự của Tư lệnh Lực lượng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cùng Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Tại cuộc họp, các quan chức quốc phòng hàng đầu ba nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh hai bên, ba bên và đa phương nhằm đối phó với các mối đe dọa về an ninh khu vực, đồng thời cam kết tiếp tục các nỗ lực để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cũng trong cuộc họp, Washington đã tái khẳng định việc bảo vệ các đồng minh tại khu vực. Trong một diễn biến liên quan, một số nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman sẽ tới Nhật Bản trong vài ngày tới để cùng với các người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm các vụ phóng gần đây của Triều Tiên. Chỉ trong vòng 3 tuần qua, Triều Tiên đã tiến hành 8 vụ phóng tên lửa và bắn hàng trăm quả đạn pháo ra các vùng biển phía đông và phía tây bán đảo Triều Tiên. Ngày 21 tháng 10, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU, lãnh đạo các quốc gia thành viên đã nhất trí về một lộ trình thực thi các biện pháp trong những tuần tới để nhằm bảo vệ người tiêu dùng châu Âu trước tình trạng giá năng lượng tăng cao. Kết quả này đạt được sau 11 giờ đàm phán căng thẳng về các đề xuất giảm giá năng lượng. Trong thông báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đã nhất trí thiết lập một lộ trình nhằm phối hợp trong vấn đề giá năng lượng. Theo bà, thỏa thuận của Hội nghị Thượng đỉnh kêu gọi các nước EU và Ủy ban châu Âu trong những tuần tới tìm cách bảo vệ người tiêu dùng khỏi tình trạng giá cả tăng cao, trong khi vẫn duy trì sự cạnh tranh của châu Âu trên toàn cầu và tính toàn vẹn của khu vực thị trường chung châu Âu. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết cần có sự phối hợp tối đa trong vấn đề khủng hoảng năng lượng. Liên quan đến vấn đề áp đặt trần giá, theo hãng tin AFP, ít nhất 15 nước EU đang thúc đẩy đề xuất này. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức lại phản đối do lo ngại nguồn cung có thể chuyển sang các thị trường hấp dẫn hơn ở châu Á. Cuối cùng, hội nghị đã nhất trí đánh giá về chi phí và lợi ích của việc áp trần giá điện cũng như tác động của việc này tới châu Âu. Ngày 20 tháng 10, Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh đã thông báo về các điều kiện tranh cử cho vị trí lãnh đạo của đảng này cũng sẽ là Thủ tướng Anh sau khi bà Liz Truss từ chức. Theo đó, Ủy ban 1922, cơ quan phụ trách việc bầu lãnh đạo Đảng Bảo thủ cho biết các ứng cử viên tranh cử chức thủ lĩnh đảng sẽ cần sự ủng hộ của 100 nghị sĩ. Yêu cầu này cao hơn nhiều so với cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng mùa hè vừa qua mà bà Truss đã giành chiến thắng, khi các ứng cử viên chỉ cần sự ủng hộ của 20 nghị sĩ để ra tranh cử. Với tổng số 357 nghị sĩ Đảng Bảo thủ, điều này có nghĩa sẽ chỉ có tối đa 3 ứng cử viên tranh cử. Báo chí địa phương đã điểm tên một số ứng cử viên có thể tranh cử, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt, thậm chí cả cựu Thủ tướng Boris Johnson. Đảng Bảo thủ Anh phải tiến hành bầu chọn lãnh đạo mới của đảng, cũng là Thủ tướng mới của nước Anh, sau khi bà Truss thông báo từ chức vào ngày 20 tháng 10 và trở thành Thủ tướng tại vị trong thời gian ngắn nhất ở Anh, chỉ sau 6 tuần nhậm chức. Chỉ số giá tiêu dùng CPI lõi của Nhật Bản không tính mặt hàng thực phẩm tươi sống trong tháng 9 vừa qua đã tăng 3% so với cùng kỳ của năm ngoái. Và đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2014, diễn ra trong bối cảnh đồng yên đã liên tục mất giá và giá năng lượng leo thang.
Theo chính phủ Nhật Bản, lạm phát tăng chủ yếu là do giá năng lượng thế giới tăng, dẫn đến giá điện và giá ga tại nước này đều tăng, cùng với đó là giá thực phẩm cũng tăng mạnh. Như vậy, đây là tháng thứ 6 liên tiếp CPI của Nhật Bản ở mức cao hơn mục tiêu lạm phát 2% mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đề ra. Nếu không tính biến động do ảnh hưởng của việc tăng thuế tiêu dùng, đây là mức lạm phát tăng cao nhất trong 31 năm qua tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, tỷ giá đồng yên đã tụt xuống mức 1 đô la Mỹ, đổi được 150 yên, mức thấp nhất trong vòng 32 năm qua. Mặc dù lạm phát ở Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng tháng thứ 13 liên tiếp, nhưng sự gia tăng này chủ yếu xuất phát từ việc tăng giá của các mặt hàng năng lượng và thực phẩm tươi sống. Nếu loại trừ hai nhân tố này, chỉ số giá tiêu dùng ở Nhật Bản chỉ tăng 1,8%. Điều này cho thấy lạm phát do chi phí đẩy ở Nhật Bản có thể sẽ không bền vững nếu thị trường lương thực và năng lượng thế giới bình ổn trở lại. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn kiên định với chính sách tiền tệ siêu lỏng. Đào Thanh Tùng, phóng viên Thông tấn Việt Nam tại Tokyo. Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon đang phải đối mặt với một vụ kiện tại Anh khi người tiêu dùng tại đây đã yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 900 triệu bảng, tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, xung quanh các cáo buộc ưu tiên các sản phẩm của chính tập đoàn này. Các luật sư đại diện cho người ủng hộ quyền lợi của người tiêu dùng cho biết, thân chủ của họ đang lên kế hoạch đâm đơn kiện thay mặt cho người tiêu dùng Anh đã mua hàng trên trang thương mại điện tử của Amazon kể từ tháng 10 năm 2016. Phía người tiêu dùng Anh cho rằng Amazon đã vi phạm luật cạnh tranh bằng cách sử dụng một thuật toán bí mật và tự ưu tiên để quảng cáo các sản phẩm của chính tập đoàn này thông qua tính năng Buy Box trên trang web của họ. Trong khi đó, những đơn vị bán hàng khác, dù chào hàng tốt đến đâu cũng đều bị loại bỏ. Về phần mình, Amazon ra tuyên bố cho rằng cáo buộc này là không có cơ sở, đồng thời bày tỏ tin tưởng mọi việc sẽ được làm rõ thông qua quy trình pháp lý. Dự kiến, đơn kiện sẽ được đệ trình lên Tòa án Phúc thẩm Cạnh tranh CAT của London vào cuối tháng này và sẽ phải được Hội đồng Tòa án chứng nhận trước khi có thể tiến hành tố tụng. Ai Cập đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng với mức thâm hụt khoảng 21 tỷ mét khối mỗi năm và lượng thiếu hụt lương thực ước tính trị giá 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Thông tin đã vừa được Bộ Thủy lợi và Tài nguyên nước Ai Cập cho hay. Theo Bộ trưởng Thủy lợi và Tài nguyên nước Ai Cập, ông Hani Swelam, Ai Cập nhập khẩu 60% khối lượng lương thực do đất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 3,5% diện tích lãnh thổ đất nước. Ông nói thêm rằng Ai Cập phụ thuộc vào 97% nguồn cung cấp nước từ sông Nin. Trước đó ngày 18 tháng 10, ông Swelam đã đưa ra tuyên bố Cairo về việc đẩy nhanh hành động nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, như một phần nội dung quan trọng chuẩn bị cho hội nghị đánh giá giữa kỳ về vấn đề khí hậu của Liên Hợp Quốc dự kiến được tổ chức tại New York, Mỹ vào tháng 3 năm 2023. Trong tuyên bố, ông Swelam đã đề cập đến một số khía cạnh hành động để quản lý nước bền vững. Theo ông Swelam, tác động của biến đổi khí hậu ở Ai Cập thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nước biển dâng, nhiệt độ gia tăng và những thay đổi bất ngờ về nguồn nước sông Nin. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, để đối phó với những thách thức về nguồn nước ở cấp độ toàn cầu. Thưa quý vị, trước thực trạng tràn lan đồ nhựa dùng một lần và vấn đề ô nhiễm đại dương, nghệ sĩ thị giác người Australia Marina Debris đã có ý tưởng biến những thứ bỏ đi ở bãi biển ngoại ô phía đông thành phố Sydney thành những tác phẩm điêu khắc ấn tượng. Sau khi chạy bộ hoặc bơi mỗi buổi sáng, Marina Debris về nhà với chiếc túi chứa đầy đồ bỏ đi mà cô nhặt được ở trên đường. Debris đã dồn tài năng sáng tạo của mình và bắt đầu biến rác thải thành các tác phẩm điêu khắc nhằm nâng cao nhận thức về đồ nhựa dùng một lần và vấn đề ô nhiễm đại dương. Cô ấy cũng không làm sạch hoặc thay đổi hình dạng rác thải trước khi sử dụng chúng trong các tác phẩm của mình, vì cô ấy muốn cho người xem đối mặt với thực tế rác thải ở dạng thô của nó. Theo tờ Sydney Morning Herald, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương trên toàn cầu, tương đương một chiếc xe chở đầy rác nhựa đổ xuống biển mỗi phút.